IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Lý Tiểu Long mày đang hát hay rồi. Hay đấy. Cái giọng bạn này thêm gì là không hay. Anh thì thấy cái miệng của bạn này cũng gọn gàng lắm. Tại em thấy lạnh lùng với hời hợt quá. Mà cái gương mặt đó nếu như mà có hát bolero là hợp luôn. Hay đấy. Trái tim mình nói không nghe. Trái tim mình nói không nghe. Trái tim mình nói không nghe. Đắng cay từng tiếng yêu xa vời. Thế là và hôm nay anh đến, anh đón em vào sớm mai trong lành. Như đó mai là giấc mơ không thành. Vì ai vì ai? Vì giờ anh biết, vì giờ anh biết chuyện tâm 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 tâm. Đúng rồi. Thấy thường em đánh đàn quá em ơi. Em không quánh mà đau đúng không em? Rồi, mời em vô trong. Cầm uống thuốc, lấy lại tinh thần đi em. Biết em cũng mệt lắm. Nói cho anh nghe xem em tên gì. Dạ, em tên là Nguyễn Tường Vi ạ. Tường Vi hả? Dạ, em đến từ căn nhà số 5, ấp Chánh, xã Thạnh, Hồi Dầu, tỉnh Tây Ninh ạ. Căn nhà số 5. Rồi hôm nay em đang đi học gì hay đi làm rồi? Dạ em đang vẫn còn đi học. Học lớp học gì em? Dạ em đang học năm cuối ạ. Năm cuối trường gì? Dạ hô tét ạ. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chào tạm biệt em. Lý Tiểu Long. IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình.